Ok, bài 2. Mình sẽ tìm hiểu cái gì? Mình định nghĩa các thành phần của human movement system là chuyển động cơ bản, hoặc có thể hiểu là kinetic chain. Kinetic chain bữa trước mình có nói chưa ta? Mình cũng có nói sơ qua Bữa trước mình có nói rồi. kinetic chain là cái chuỗi vận động á. Thì ví dụ một hành động như cầm cái ly lên uống nước thì mọi người nghĩ nó có bao nhiêu cái thứ phối hợp trong cơ thể để làm cái chuyện đó? Thử 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 đưa ý kiến thử. Bàn tay, cánh tay, khuỷu tay, vai, rồi cái phần gọi là cái gì mà mình tập xô á, cái xô có một phần. Cái lưng xô. Ừ, ok rồi. Nhật ý kiến gì không? Ví dụ một cái hành Em động thấy cầm cái ly lên. đầu tiên là bộ não sẽ truyền thông tin xuống các cơ quan của cái cánh tay, rồi sau đó xuống để hoạt động theo giống kiểu mình lệnh vậy và làm. Đúng rồi đó. Đó thì đó là giải thích cho cái human movement á, một cái chuyển động đơn giản đó thì nó phải có ít nhất ba cái, và trong đây nó sẽ đề cập nè, là the nervous system, là hệ thần kinh. Giống như cái máy tính phải có cái con chip á để ra hiệu lệnh. Nó ra hiệu lệnh xuống đến cái đến cái các cơ á, thì bắt đầu nó mới hành động, mới thực hiện cái chuyển động đó cho mình. Rồi, từ cái việc vòng chuyển động đó nó lại phản hồi ngược lại là cái ly này nặng bao nhiêu, nóng hay lạnh hay làm cái gì đó để cho cơ thể nó thay đổi cái lực, hoặc là ví dụ nóng quá thì đừng có đụng vô chẳng hạn vậy, để mình đưa ra một cái phản hồi cho phù hợp. Rồi bữa nay có nervous system nè. Cái bài 2 này có hệ thần kinh, hệ cơ xương, skeletal muscle, skeletal system, rồi muscular system. Và cái cuối là hệ endocrine, là các cái hệ giống như mình hay gọi là hormone trong cơ thể, hệ nội tiết. Đúng rồi. Rồi, ok. Thì đầu tiên đi vào cái human movement thì nó có, đây có mình có body boy vàng lên nè. Cầm có ba cái thứ chính để cấu tạo nên cái human movement, đó là cái hệ thần kinh, hệ xương và hệ cơ bắp. Ok, tại hệ phải có xương thì cái cơ bắp mới có cái để đính vô, đúng không? Rồi trong hệ thần kinh cơ và khớp, mọi các cái thứ này nó phải được kết hợp với nhau thành một chuỗi và chuyển động. Giống như mình muốn cầm cái ly thì mình không thể nào chỉ lấy cái bàn tay cầm, mà mình phải có thể phải gặp khuỷu tay với cánh tay với vai kết hợp, giống như Quân nói nãy là rất là nhiều thứ cơ để kết hợp vô thì mới cầm được một cái vật lên chẳng hạn vậy. Thì cái human movement này mình có thể tìm hiểu thêm với một cái keyword khác, đó là kinetic chain. Kinetic chain bữa mình có nói rồi. Ok. Rồi. Nếu một trong các thành phần ở đây mình có nhấn mạnh, nếu một trong các thành phần ở nêu trên á nó gặp một vấn đề gì đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các cái những cái liên quan đến nó. Ví dụ hệ thần kinh điều khiển không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến hệ cơ xương, hoặc ngược lại hệ cơ xương vận động không được tốt thì nó lại ảnh hưởng ngược lại hệ thần kinh. Ok, cái đó mình sẽ tìm hiểu phía sau ha. Rồi rồi trong hệ thần kinh này mình có cái gì? Có nervous system, mình có hai cái chính cần lưu ý nè. Người ta hay sẽ hay gọi tắt là CNS với PNS. CNS tức là hệ thần kinh trung ương, tức là cái đầu hệ thần kinh não bộ với lại hệ thần kinh đốt sóng á. Rồi đây, để mở kiếm hình cho con. Đây là neuron. Đây là neuron thần kinh. Ok. Còn ở dưới này là các neuron này á, nó sẽ liên kết với nhau chứ nó không đứng một mình vậy. Tôi tưởng tượng giống như là một cái hằng màu vàng này là một cái neuron thần kinh. Thì này là cái này là cái đầu nè. Cái đầu neuron dẫn đến một cái sợi cơ chẳng hạn, hoặc là một cái dây thần kinh khác. Thì cái đuôi của nó ở đây, cái đuôi của thằng này nó sẽ bắt với một cái đầu của thằng khác nữa thì nó tạo ra gọi là cái mạng lưới thần kinh. Ok, đây là mạng lưới thần kinh. Rồi để mở clip xem thử, mở clip xem hệ thần kinh hoạt động. Mình có thể tìm những cái video như này mà animation á, thì coi nó sẽ đỡ ngán hơn là những cái video lý thuyết.
mở lại xem. Đợi xíu. Neuron. Neuron. Ví dụ một cái hành động của cái chị này khi mà chị... Không phải anh này nha. Ok, coi được không mọi người? Nó giật có phát. Nó hơi giật hả? Giật lắm không? Để không mấy thì giải thích thôi. Hỏi coi. Giải thích đi, giải thích nó hợp lý hơn chứ không coi nó giật lắm á. Nó... Rồi ok. Rồi, giải thích. Vậy ví dụ khi chạm vào một cái vật nóng chẳng hạn. Một cái vật nóng. Thì đây. Cái cơ thể mình. Thì hệ thần kinh đây, từ cái đầu nó sẽ truyền tín hiệu xuống cho mình, ví dụ cầm một cái vật lên. Nhưng mà ví dụ nó là một cái vật nóng đi, thì cái bàn tay mình là thứ chạm vô trước, đúng không? Bàn tay sẽ gửi tín hiệu ngược về vào cái cánh tay đi vào hệ thần kinh trung ương ở ngay cột đốt sống này, rồi truyền lên não. Sau khi truyền lên não thì nó biết là cái vật này nóng, thì nó phải đưa phản hồi ngược từ não trở về, phản hồi từ não trở về xuống hệ đốt sống nè, chỗ spinal cord, xong đi xuống cánh tay báo là phải rút cánh tay về, không có đụng vô đó nữa, kiểu như vậy. Thì cái đó là cái cách hoạt động của hệ thần kinh. Rồi, ok. Qua phần tiếp theo. Cái CNS thì mình hiểu là hệ thần kinh là từ não với đốt sống ha. Còn cái PNS là những cái hệ thần kinh ngoại biên, tức là chỉ thần kinh nói ra ngoài cái bàn tay, bàn chân của mình đó. Thì những cái hệ thần kinh này nó có các chức năng, đây là hệ có ba chức năng chính nè, three primary function, là chức năng cảm nhận sensory, rồi phân tích và phản hồi. Kiểu nói cảm nhận trước, rồi nó phân tích coi à cái đối với cái môi trường như thế này thì mình phải đưa ra phản hồi như thế nào cho nó phù hợp. Rồi ok, ở đây người ta có ghi cụ thể hơn là sensory function là khả năng hệ thần kinh thay đổi để đưa ra những cái tín hiệu bên trong hoặc bên ngoài cho nó phù hợp với môi trường. Còn interface function là giữa các neuron thần kinh, nó đưa lại thông tin với nhau. Rồi motor function là đưa ra bên ngoài, từ cơ thể mình đưa ra cái hành động ra bên ngoài. Rồi ok, the nervous system, hệ thần kinh này nó chịu trách nhiệm cho việc điều khiển các cơ bắp, recruit the muscle và học learn the pattern movement. Cái the pattern movement này hôm trước mình cũng nói là có năm cái chuyển động cơ bản đó. Thì hiểu đơn giản là nó là những cái chuyển động phổ biến cơ bản mà cơ thể nó thường hoạt động, và nó còn điều khiển luôn cả các hệ thống nội tạng bên trong. Mà nội tạng bên trong này kia nọ thì mình lại không gọi là mình không có ý định điều khiển nó, nhưng mà nó tự động hoạt động bên trong mình rồi. Balance đây. Giúp cải thiện sự cân bằng, phối hợp cơ thể, giữ tư thế đúng và thích nghi với những cái môi trường xung quanh. Rồi để đưa ra một cái phản ứng chuyển động phù hợp. Cái này là cấu trúc của một cái sợi neuron thôi. Cấu trúc sợi neuron.
co qua để biết. Có nhân, có đầu, có thân mình, rồi có mấy cái bao myelin này là những cái nơi truyền tín hiệu, chớp 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 đi. Thì hệ thần kinh mình, theo các bạn thì những cái thứ gì bên ngoài môi trường đó, nó ảnh hưởng, nó làm kích thích hệ thần kinh mình. Alo. À, thì nói thời tiết. Thời tiết. Cụ thể hơn được không? Nhiệt độ. Nhiệt độ. Kinetic. Mấy cái kinetic movement hay là cảm xúc hay là gì đó. Ok. Hành động. À. Nhật trả lời thử Nhật. Dạ. trả lời thử. Ví dụ cái gì từ môi trường bên ngoài sẽ kích thích hệ thần kinh của mình? Môi trường từ bên ngoài kích thích hệ thần kinh của mình thì em nghĩ là thời tiết là chính ạ. Thời tiết, và thời tiết nó sẽ kích thích cái về phần thần kinh của mình nhiều hơn, vì lạnh là nóng. Câu này em cũng không biết trả lời sao. Ok, đây nè, Phước có trả lời cũng khá hợp lý nè. Đó là năm giác quan. Đúng rồi. Đây ở dưới người ta có ghi. Thì những cái mà tác động vô cái kích thích cho với cơ thể mình á, bao gồm đây, phản động, nó phải hệ kinh nó sẽ phản hồi, cơ quan nhạy cảm, thụ cảm nó sẽ phản hồi với những cái mà cảm giác. Đầu tiên cảm giác là từ bàn tay, bàn chân nè, da của mình nè, touch. Từ cái đó là một. Thứ hai là âm thanh. Âm thanh, thứ ba là ánh sáng và những cái kích thích khác. Ok, kích thích khác từ bên trong, ví dụ như bên trong mình bị đau bụng hoặc bị ho hoặc nhức đầu gì đó, thì nó vẫn là những cái kích thích, nó phản hồi về cái thần kinh. Rồi, put together. Đây là ví dụ nãy mà phải nói về cái chuyện mà đụng vô cái vật nóng rồi nó sẽ truyền tín hiệu như thế nào đó. Thì nói chung đi sâu vào thì mình chủ yếu mình hiểu được cái hệ thần kinh này tại sao nó quan trọng thôi, chứ nói về lý thuyết thì nó hơi bị ngán á, ngán về cái phần mà nó học thuật nhiều quá. Mình sẽ hiểu sơ qua cái này cái thôi, rồi xong mình sẽ tìm hiểu cái phần ứng dụng nó nhiều hơn. Có bao giờ mấy bạn nghe qua hệ giao cảm với hệ đối giao cảm chưa? Có ai nghe đó cái đó chưa? Dạ em chưa luôn. Hệ giao cảm, hệ đối giao cảm. Rồi, trong cơ thể mình nó có những cái mà mình suy nghĩ xong mình điều khiển được, ví dụ như tay chân, hít thở, nói nghe nhìn gì đó, thì những cái đó mình điều khiển được. Nhưng có những cái mình không điều khiển được, như cái tim mình đập bao nhiêu nhịp, mình không thể, khó điều khiển nó mà tăng xuống, tăng giảm theo ý của mình. Giống như là mình chạy nhanh thì tự động tăng nhanh lên, chứ mình không thể nào chạy nhanh bắt nó tập chậm lại. Hoặc là bên trong những cơ nội tạng của mình không thể nào bắt nó co bóp như thế nào hết. Thì cái đó gọi là cái autonomic nervous system nè. Voluntary nervous system, voluntary tức là những cái mình điều khiển được qua bàn tay, bàn chân, rồi qua hành động của mình. Còn những cái autonomic tức là mình không điều khiển, nó tự hoạt động. Đây, nó có ví dụ bao gồm tim nè, hệ tiêu hóa và hệ nội tiết. À, cái hệ nội tiết này giống như có những lúc mình vui, những lúc mình giận dữ, những lúc mình ăn xong thấy buồn ngủ chẳng hạn, nó là do cái hệ nội tiết này hết. Thì cái hệ nội tiết này mình khó làm chủ nó lắm, tại vì nó sẽ phản hồi tự động, nó phản hồi nhưng ở đây nó thuộc cái autonomic rồi. Thì nên mình chỉ cố gắng mình hiểu là tại sao những cái hormone này nó xuất hiện, thì mình tại sao lúc đó mình giận dữ này kia, thì mình sẽ phải có cách để làm kiềm chế những cái đó lại, kiểu như vậy. Rồi, hệ giao cảm và hệ đối giao cảm. Hệ giao cảm, đối giao cảm, một ví dụ cho cái đó là khi bình thường, ví dụ mình chạy chừng 100 mét, không, mình giống như mình chạy khoảng chừng sao ta, 100 mét mình tốn khoảng 10 giây, 15 giây không ta, cỡ đó, đúng không? Nhưng mà bữa nay bước ra đường
gặm chó nó dí, chạy 100m có 8 giây 9 giây, do cái giống như tự động cơ thể mình nó phản ứng với cái chuyện mà nguy hiểm. Lúc đó mắt giống như là gì ta, cái nhãn cầu sẽ nở ra, rồi mạch máu nở giãn nở ra, tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp hơn, chạy nhanh hơn. Thì những cái phản ứng như vậy gọi là phụ thuộc vào cái hệ giao cảm và hệ đối giao cảm. Thì hai cái đó phải luôn nên ở mức cân bằng. Đôi khi cái hệ giao cảm tăng lên, xong sau đó cái hệ đối giao cảm phải kìm nó lại giảm xuống. Ok, hay vậy đi. Rồi một bạn đọc qua thử một cái về hệ giao cảm, còn một bạn đọc về cái đối giao cảm, rồi mình tóm tắt lại mình ghi vô rất cũng được. Ok, có ai lãnh phần này không? Quân hả? Quân đọc cái này, cái phần giao cảm và đối giao cảm mà. Giao cảm để nó sẽ có cái bảng thôi à, có cái bảng nhỏ. Có thể mình sẽ Phước bữa sau có thể mình mở cho mấy thành viên mình không phải ý là bấm Google hệ giao cảm đối giao cảm nó sẽ ra. Mình sẽ tóm tắt lại xong rồi mình gửi lên cái group trên cái trang page cũng được. Cái group là một cái group trên trang Facebook đó, để mình chia sẻ kiến thức qua lại cho dễ. Rồi, cái hệ giao cảm đó thì nó phục vụ cho việc là chuẩn bị cho những cái hoạt động. Đây, prepare for activity, giống như nãy nói là chuẩn bị cho chạy thiệt nhanh đó, để phản ứng với là môi trường bên ngoài. Còn hệ đối giao cảm làm gì? Để kiềm chế lại. Đây, giảm cái mức độ hoạt động trong suốt. Đây, giảm cái mức độ mà vận động lại trong lúc nghỉ và trong lúc rest và recovery và phục hồi. Để làm gì? Giống như không thể nào tim mình cứ đập nhanh rồi đập nhanh hoài vậy được. Nó phải kìm hãm lại, nó phải giảm xuống lại bình thường. Hơi thở cũng vậy, không phải nào cứ thở dốc hoài, phải giảm xuống. Có những lúc cần tăng lên, có những lúc cần giảm xuống. Thì đó lý do hai cái đó nó sẽ bổ trợ qua lại. Có lúc cái này tăng lên, có lúc cái kia phải kìm hãm lại. Vậy đó. Rồi, trong đây thì cái hệ cảm sensory, cơ quan thụ cảm của mình, nó còn được chia ra làm 4 cái khác nhau. Ở đây là mechanoreceptor, thì là những cái phản ứng, gọi là gì ta, receptor là những cái thụ cảm về cơ học, giống như chuyển động của mình. Rồi cảm giác lực, giống như đẩy kéo gì đó, những cái chạm nè, touch and pressure. Rồi những tiếp theo là cảm giác đau, cái cảm giác đau đó. Rồi Nhật đi đánh boxing á, đánh vô mặt đau hơn hay đánh vô lá lách đau hơn? Dạ đánh vô lá lách đau hơn. Tại sao? Dạ. Cái lá lách là quay sườn, hai cái bên sườn đúng không anh Phát? Ừ đúng rồi, giống như là đá qua đánh đấm vô hai bên hông bên sườn á, thì tại sao đấm bên sườn nó lại đau hơn so với đấm vô mặt? Là em bị đấm bên sườn em cảm thấy nó thốn hơn, tại phần mặt thì em nghĩ là chỉ bị choáng là cùng à, tại có thể do tập luyện nên quen rồi. Quân nghĩ sao Quân? Nó rất nhiều pain receptor hơn, không là cái bộ phận nhạy cảm hơn hả? Phải có coi một cái YouTube nói về cái chuyện đó, thì không phải là nhiều cơ quan thụ cảm hơn, mà là như vậy nè, khi mà bị đấm vô mặt á, thì giống như là trong một cái khoảnh khắc đó, cái não nó bị choáng, nó bị, nhưng mà cái choáng nó lại không đưa về cái cảm giác đau, hiểu không? Tức là cái não giống như nó shut down, cái nó khởi động lại liền, thì nó bị tắt nguồn, cái nó mở lại, thì nhưng mà nó không cảm giác được cái cảm giác đau của nó. Nhưng khi đánh vào lá lách, ví dụ đánh đá vô sườn, đấm vô sườn có nguy cơ vỡ gan chẳng hạn này kia nọ, thì cái đó nó đau hơn, tại vì từ cái cơ quan thụ cảm của mình truyền lên não, cái này đau quá, phản hồi lại, phải ôm lại, phải đau, phải đỡ này kia, hiểu không? Giống như là cái hệ thần kinh nó có cảm nhận được là cái chỗ đó bị đau, còn khi đánh thẳng vô cái hệ thần kinh nó không biết gì hết trơn á, giống như bị sét đau luôn rồi, xong nó tỉnh lại cái. Nên kiểu khi bị đánh vô mặt á, người ta không có kiểu mà bị quá đau mà người ta còn điên máu hơn kiểu vậy. Nhưng mà đánh đá vô lá lách chẳng hạn thì người ta lại đau hơn, dễ knock out hơn. Cái đó là lý do tại sao có mấy cái mà đánh knock out đó, chỉ cần đánh vô sườn là cũng đủ rồi chứ không cần phải đánh vô mặt. Đánh vô mặt, mục đích là đánh vô mặt giống như là
để shut down luôn cái hệ thống đó, bất tỉnh luôn. Nhưng mà để shut down nó thì tùy người, tùy sức chịu đựng, nhưng mà nó sẽ không làm cái đối thủ của mình bị đau. Thì đây là cũng là một cái chiến thuật, giống như khi mình biết cái chuyện này rồi, mốt mình phải kết hợp cả hai cái kiểu đánh, và mình biết đánh chỗ đó để mục đích làm gì. Giống như Phước nói nè, đá hạ bộ đau hơn. Đúng rồi. Ok, cái đó là một cái ví dụ nhỏ nhỏ cho cái ứng dụng của cái cảm giác đau. Rồi, tiếp theo là những cái phản ứng về cái thụ cảm về hóa học, thì bao gồm có ngửi và mùi vị. Thì cái đó thường giống như là những cái mùi vị nó đều có mang chất hóa học trong đó, và cái thứ mình ăn uống cũng vậy, những cái thứ đó nó đều là hóa học hết trơn, tất cả thứ đều là hóa học. Rồi, cơ quan thụ cảm phản hồi với lại ánh sáng. Rồi, nhưng mà mình sẽ chỉ tìm hiểu sâu vào cái mà mechanoreceptor, bởi vì mình tìm hiểu về cái chuyển động là chính, chứ không có cần tìm hiểu sâu vào mấy cái kia này, chưa cần thiết. Rồi, ở đây motor cảm biến. Rồi, những cái mà mechanoreceptor này nó phản hồi qua lại giữa môi trường và cơ thể mình, hai cái mình, môi trường tạo một kích thích lên cơ thể mình, rồi cơ thể mình liên tục ngay lúc đó phản hồi là một hành động, một chuyển động gì đó đáp ứng lại môi trường, liên tục qua lại vậy, để mình cái cơ thể mình thì thích nghi được với cái môi trường đó. Thì đây giống như là ví dụ nè, ví dụ đang đi trên mặt đường nhựa thì cảm giác đi nó sẽ khác, còn khi bước xuống cái mặt đất mà là cát lún thì cơ thể nó phải tự cân chỉnh sao để nó giữ thăng bằng, để không bị trượt té. Thì cái đó là cái chức năng của các cơ quan thụ cảm. Từ cái đó nó mới phản hồi lên đến cho các sợi cơ nè, cơ xương rồi khớp phối hợp với nhau sau đó để giữ thăng bằng, để đi cho nó ok, đi cho nó hiệu quả. Rồi, tiếp theo. Rồi, một câu hỏi nữa là thí dụ ai cũng biết là khi cầm một cái gì đó ở dưới mặt đất lên là nên thẳng lưng để không bị đau lưng, đúng không? Nhưng tại sao bình thường người ta lại hay cúi lưng, cong lưng xuống để nâng một cái gì đó dưới đất lên? Bản năng. Nhật nghĩ sao Nhật? Dạ, em nếu mà bình thường mà chúng ta lượm đồ, chúng ta thẳng lưng lên thì một phần cũng là bản năng, với lại vì khi đó nó giống như có một cái thế vậy. À, đây Phước trả lời là dễ dàng hơn. Ừ, câu này hợp lý nè. Cơ thể mình luôn ưu tiên cái mà về chuyện sinh tồn á, là nó phải giữ mỡ, giữ năng lượng cho cơ thể để nó hoạt động được ít năng lượng nhất mà được dài nhất có thể. Chứ nó không có biết về cái chuyện mà có an toàn hay không an toàn. Nên cái việc cúi cong người xuống là cái khoảng cách ngắn nhất và nhanh nhất để lấy một thứ gì đó dưới đất lên. Cơ thể chỉ hiểu vậy thôi. Đây là cái con đường ngắn nhất, ít nhiên liệu nhất để thực hiện chuyển động này. Chứ nó không biết đến chuyện là nó có gãy cột sống hay không. Ok. Nên khi nó sẽ ưu tiên cái chuyện mà nó làm dễ trước. Đấy. Rồi, cho Phước 10 điểm. Rồi. Nó ưu tiên cái chuyện mà nó làm dễ trước. Thì mình phải hiểu cái chuyện này. Tại vì cơ thể mình nó sẽ luôn hướng đến cái chuyện mà tiết kiệm năng lượng nhất có thể. Không chỉ cái chuyện cúi người không, mà từ cái đó mình có thể suy nghĩ đến những cái khác. Rồi. Thì nhờ cái chuyện này nên mình phải tập tư thế cho đúng. Thật ra cái tư thế mà ưỡn lưng, ưỡn người, di chuyển hông về sau để nhặt cái thứ gì đó, nó rất là kỳ lạ, nó rất là weird, chứ nó không phải là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà nó lại là tốt cho hệ cơ xương của mình. Ok. Giống như đứng rửa chén, người ta thường cúi người xuống rửa chén, chứ ít ai mà đứng đẩy cái đít ra sau để đứng rửa chén, đúng không? Vậy có giải pháp nào cho chuyện đó không? Để cho nó vừa an toàn vừa tiết kiệm năng lượng. Máy rửa chén. Xây cái bếp cao hơn xíu để mà đứng thẳng người mà vẫn rửa được. Ok, đúng. Xây nằm bếp rửa chén. Ok, xây cái bếp cao hơn
đúng rồi, xoay cái bồn rửa chén cao hơn, hoặc là nó thấp quá thì mình ngồi xuống mình rửa luôn, mình ngồi bắt cái ghế ngồi ngang cái tầm của nó để rửa, để không phải cúi người xuống, để giữ cái form cho nó đúng. Hello Du, Du mới vô à? Motor function. Rồi, tiếp theo. Ok. Rồi, thêm một cái chuyện nữa. Cái tầm quan trọng, các bạn nghĩ sao về cái tầm quan trọng của việc tập đúng kỹ thuật và làm những cái việc nó đúng cái movement pattern, cái mẫu chuyển động cho nó hợp lý á. Ví dụ tại sao deadlift thì phải thẳng lưng mà không cong lưng, hoặc là cúi lụm đồ gì đó, hoặc là một cái gì nữa ta, ví dụ tại sao squat thì phải đẩy hông để giữ lưng thẳng này kia nọ. Nói chung là câu hỏi là cái tầm quan trọng để thực hiện cái việc của việc tập đúng kỹ thuật. Thật ra mình tập sai kỹ thuật mình vẫn nâng được, đúng không? Nhưng mà tại sao, có ai nói một vài ý về tập đúng kỹ thuật ở đây? Dạ em. Rồi. Tập đúng kỹ thuật thì trước tiên là để an toàn cho mình. Tại vì khi mà mình khóa hết các nhóm cơ cần thiết thì cái người mình nó cứng hơn, nó không có chấn thương. Rồi với lại thứ hai là mình sẽ tập luyện được nhiều hơn. Tại vì nó mình dùng được nhiều nhóm cơ hơn. Giống như hồi trước em khiêng đồ á, em làm ở cửa hàng em khiêng đồ á, mà không có tập luyện á, em cứ cúi xuống em khiêng cái thùng lên á, thì sau khi mà em làm xong một đống thùng rồi em sẽ thấy cảm thấy rất là đau lưng dưới. Nhưng mà qua bữa sau em bắt đầu mà em áp dụng cái bài tập mà vô cái công việc luôn á, là em cứ ngồi xuống mà thẳng lưng, xong rồi squat đứng lên á, squat để đứng lên á, là em cảm thấy em làm nó khỏe hơn, em cảm thấy mấy thùng nó nhẹ hơn, mà em làm xong em không có đau lưng gì hết, em khỏe hơn. Ok. Quân, có ý gì không? Tôi cũng thấy bữa thử tập deadlift mà chỉ bỏ thằng tí tạ mà tập sai cái tư thế là thấy hôm sau là đau lưng dưới liền. Rồi, ôi, rất là mệt. Rồi, Nhật, tầm quan trọng. Sắp còn 10 phút nữa thì mình nói cái tầm quan trọng của kỹ thuật trước đi ha. Rồi, nói đi. Dạ, em cũng thấy một phần là nếu như mà mình ở tư thế chuẩn form, và tư thế chuẩn form mình sẽ vô cơ, nó cảm thấy nó vô nhiều hơn. Với lại Nhật nè, giống như em đánh boxing chẳng hạn. Yeah. Cái tầm quan trọng của kỹ thuật đánh boxing như thế nào, nó hiệu quả như thế nào, tại sao phải đánh đúng kỹ thuật? Người ta ngoài đường ta đánh lộn đánh sai ta cũng đánh được người ta mà, đúng không? Nhưng tại sao đánh đúng kỹ thuật nó ok hơn? Đánh đúng kỹ thuật sẽ đạt được hiệu quả cao hơn và đạt được nhiều mục tiêu của mình đưa ra ở trong cái trận đấu đó. Ok, vậy nói ngược lại, nếu mình không tập đúng kỹ thuật thì nó mang lại những cái mà điều ngược lại, đúng không? Là không hiệu quả, có thể bị đau lưng, có thể này kia. Và có thêm một cái ý nữa về cái hệ thần kinh á, là cái hệ thần kinh của mình nó sẽ học liên tục, nó học, nó đưa ra những cái chuyển động liên tục. Giống như ví dụ Quân deadlift lần đầu tiên chưa được, bắt đầu phải chỉnh đẩy hông về sau tiếp, làm đi lặp lại liên tục cho đến khi làm được cái chuyển động đó, hoặc đến cho đến khi thực hiện được chuyển động đó rồi á, thì cơ thể bắt đầu nó nhớ, nó biết được là nó đã đúng. Càng về sau các phụ tùng máy móc trong cơ thể sẽ bền hơn, bị bào mòn. Ý đó cũng là một kiểu giống như vậy, khi cơ thể mình thực hiện một cái chuyển động bị sai, nó cũng sẽ học cái chuyển động nó sai luôn, nó sẽ học lặp đi lặp lại cái chuyển động nó sai hoài, dẫn đến về lâu về dài nó thành thói quen. Ok, đó gọi là đường mòn thần kinh đó. Đường mòn thần kinh. Nên cái tầm quan trọng của việc này á, là phải tập đúng từ ban đầu. Ví dụ muốn mình train cho ai đó, hoặc là mình tập một kỹ thuật mới gì đó, mình phải tìm hiểu cái kỹ thuật trước, hoặc là mình làm trước xong mình xem mình sai cái gì rồi mình sửa cái chỗ đó cho nó đúng lại. Tại vì cái hệ thần kinh mình nó phải biết được cái chuyện là nó đang bị sai và nó làm cho nó đúng. Còn nếu mà nó cứ nghĩ cái sai của nó là cái đúng thì nó sẽ dẫn giữ cái suy nghĩ đó, nó sẽ dẫn giữ cái chuyển động như vậy và nghĩ là vẫn đúng. Giống như là tại sao những người lớn họ khó, ví dụ những người không đi tập đi, họ vẫn cúi người xuống họ nhặt đồ mặc dù họ đau lưng, nhưng họ cũng không biết giải quyết sao. Đơn giản là họ nghĩ cái chuyển động đó là chuyển động đúng,
nên họ cứ làm lặp đi lặp lại hoài như thành một thói quen rồi. Bây giờ mà kêu họ thẳng lưng đẩy mông thì sao, rất là lạ, nó rất là kỳ. Thì khi cái lần đầu tiên mà họ ưỡn ngực đẩy lưng mông thì sao, theo tư thế deadlift chẳng hạn, hay là tư thế squat, thì đó là lần đầu tiên mà nó tạo cái liên kết thần kinh cho cái chuyển động đó, và nó yêu cầu cần phải lặp đi lặp lại liên tục nhiều lần thì nó mới ghi nhớ và nó trở thành tiềm thức. Khi mà thành tiềm thức rồi á, thì không chỉ trong lúc tập luyện mà lúc hoạt động bên ngoài tự động mình sẽ vào đúng tư thế để mình thực hiện cái chuyển động đó. Giống như Du lúc đầu có thể là khiêng mấy thùng hàng còn nghĩ đến chuyện à chắc phải thẳng lưng, chắc phải ngồi xuống này kia, nhưng giờ nhiều khi không hề nghĩ hết, tự động nó xuống đúng tư thế rồi đứng lên ngồi xuống thôi, đúng không? Đó là cái ý mà nói về đó là nói về cái ý mà tại sao tập luyện nó ảnh hưởng. Đó là cái ý mà nói là cơ thể mình luôn chịu kích thích từ môi trường bên ngoài, và cái môi trường bên ngoài đó cũng tác động ngược lại cơ thể mình. Đó là hai cái sự tương tác qua lại, chứ không có cái nào một, không có cái nào một phía hết. Cơ thể phải đưa phản hồi phù hợp với môi trường đó, lặp đi lặp lại thành một thói quen, rồi từ đó gặp những cái tình huống khác sẽ phản ứng lại phù hợp. Rồi ok, phần này nói về đó là cái thần kinh. Rồi tiếp theo mình sẽ đi vào một xíu ở đây. Ở đây là muscle spindle. Mọi người dịch thử giùm mình cái chữ muscle spindle này và chữ Golgi tendon organ này tiếng Việt là gì? Alo, có ai dịch được chưa? Kinh cơ hả? Muscle spindle là cái thằng kinh cơ chạy dọc theo các gì ta? Đúng rồi. Các cái mũi cơ hả? Ừ, đúng rồi. Hiểu chứ là vậy. Đó là muscle spindle. Còn Golgi tendon organ là cái gì? Còn 5 phút đợi xíu rồi, nó hết rồi, đu này lại rồi, mọi người nghĩ ra một xíu. Xong rồi, phần sau mình sẽ tìm hiểu về hai cái này. Cũng là sensory receptor nằm ở khớp, cái chỗ mà cái múi cơ gắn với lại cái dây chằng ở xương. Ok, đúng, không? Đúng rồi. Đây, để cho coi cái hình. Đây. Một cái là muscle spindle. Theo như Quân nói nãy thì dọc theo cơ đây là muscle spindle nè. Được chưa? Đây là muscle spindle. Và đây là Golgi tendon organ. Rồi. Giờ thử tưởng tượng ha. À, sao đây? Giờ không mở clip được, nó khó giải thích quá. Theo các bạn á, sợi cơ nó co giãn á là sao ta, không phải nào nói gì được, đang tìm cách nói. Ok, giờ thí dụ một việc trước đi nè, giờ mọi người thử co cái tay lên chẳng hạn, cầm một cái gì đó co lên hết cỡ, co tay hơn 90 độ ha. Xong một hồi giống như gặp quá mạnh á thì mọi người sẽ thấy như cái gì, cảm giác như thế nào? Giống như cứ gặp tay lên gồng thiệt cứng thiệt mạnh, thì sau đó khoảng vài giây gì đó mọi người thấy như thế nào? Thấy nhức, thấy đau. Kiểu đập chuột xong mình gồng thấy đau. Rồi, ok. Vậy ngược lại, nếu mình duỗi hết mức, mình ưỡn ra luôn, thì thấy như thế nào? Và thử nha, giống như tưởng tượng, khi mình co hết mức như vậy, mình có thể phát thêm được một xíu lực nào hay không? Và lúc mình thẳng ra hết như vậy, mình có phát ra lực được tối đa hay không? thử thẳng tay, ví dụ giờ cầm một cái gì đó nặng xíu, thẳng hết cái tay xuống, rồi giờ thử gập lên, so với cái chuyện là thẳng một nửa còn chừa một xíu rồi gập lên, cái nào dễ hơn? Một cái là lóc cùi chỏ lại gập lên, và một cái là xuống nửa gập lên, thì cái nào nó sẽ dễ hơn, cái nào khó hơn? Muốn cảm giác rõ thì cầm một cái gì đó hơi nặng xíu. Rồi Phước trả lời là thẳng một nửa là giờ, thẳng một nửa là dễ hơn đúng không? Hay khó hơn? Thẳng một nửa dễ hơn. Rồi mọi người thử chưa?
Em thấy thì thẳng hết khó hơn. À. Ê, lộn, đúng rồi, thẳng một nửa khó hơn, thẳng một nửa khó hơn. Thẳng một nửa khó hơn hả? Giống như em tập bicep curl, nhớ không? Bicep curl. Thì khi em thẳng hết tay xuống, em gập lên, nó sẽ nặng hơn. Hay là em xuống, giữ lại một xíu, rồi em gập lên. Cái nào thấy cầm cục tạ nó nhẹ hơn? Đúng rồi, cái này em cũng định hỏi anh là tại em không biết sao là hồi trước lúc mà em tập mà không kiểu như là em không tập không có full rơm hết á thì em xuống nửa nửa em lên thì em thấy nó dễ, còn em xuống hết thì em không lên nổi. Còn về sau này á ví dụ như là người ta chỉnh lại cho em á thì khi mà em xuống hết em lên em thấy như vậy lại dễ hơn. Bây giờ bắt em mà xuống gần hết thôi chứ không có hết nha. Xuống gần hết rơm thôi xong mà lên lại là em lên không muốn nổi. Rồi ok. Hết xà cũng đi chen luôn. Rồi Nhật, có ý gì không Nhật? Dạ. Theo em thì như thế nào, thẳng xuống hết khó hơn hay là xuống một nửa nửa nó khó hơn? Ví dụ dạ, cầm cục tạ. Thẳng xuống hết khó hơn. Thẳng xuống hết lóc tay luôn, lại luôn thì sẽ khó hơn đúng không? Dạ. Rồi, thẳng okay. Xuống hết lên. Dạ. Rồi rồi, nghỉ giải lao xíu để lưu clip lại còn một phút thôi. Rồi mình sẽ giải đáp câu đó sau ha. Ok. Good.